mẹ cũng bên dần quên. Ước mơ của mẹ là gì? Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Gia Linh. Các bạn có biết tên của bài hát mình vừa hát không? Đó chính là bài Ước mơ của mẹ. Và hôm nay mình sẽ kể về người trong bài hát và cũng chính là người mình yêu thương nhất, đó chính là mẹ. Mẹ là người đã mang nặng, đã đau mình 9 tháng 10 ngày để mình có cuộc sống ngày hôm nay. Mẹ là một người rất hiền lành, tốt bụng và bao dung. Mẹ đã lo cho mình từng bữa ăn, giấc ngủ và cả khi mình đau ốm. Mình nhớ có lần mình bị ốm, mẹ mình đã thức suốt đêm để chăm lo cho mình. Những lúc như vậy, mình cảm thấy rất thương mẹ lắm và mình muốn đền đáp công ơn ấy. Vì vậy, mình sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe.